dành cho thầy trò huấn luyện viên Kevin Jokic. Và huấn luyện viên Kevin Jokic chắc chắn muốn các học trò đáp trả bằng những cú ném ba như vừa rồi. Đó là Zubinhan sẽ chứng kiến rất nhiều tình huống luân chuyển bóng hấp dẫn, có tiếp pin tốt, một tình huống mà Jason Young có phần hơi mất tập trung và Thái Cường đã có điểm, nhưng ngay sau đó là phá phản công nhanh và Zubinhan với tốc độ của mình đã đem về điểm số thứ 9. Vâng, đội tuyển Việt Nam đẩy nhịp độ lên rất nhanh. Zubinhan đột phá vào trong. Enuan dành cho Zubinhan. Người phạm lỗi có vẻ là Tô Quang Trung, đang chứng kiến trận đấu bị xé nhỏ bởi rất nhiều tiếng còi của các trọng tài khi cầu thủ đôi bên liên tục mắc lỗi hoặc phạm luật. Đó là cú ném 3 điểm xuất sắc của Zubinhan, nhưng trước đó cần phải nói tới đường truyền của Nguyễn Đình Phú Vinh. Vừa rồi, Justin Young điều truyền Zubinhan, một khoảng trống hiếm hoi trong hiệp đấu này và Zubinhan đã tận dụng được nó. Vâng, Zubinhan hiện tại đang có hiệu suất ghi điểm 100%. 5 trên 5 field goal và 14 điểm cho cầu thủ mang áo số 7 và quả 3 điểm thuộc về Zubinhan nếu tôi nhớ không lầm. Nguyễn Đình Phú Vinh cũng có lần đầu tiên ghi điểm từ vạch 3 điểm trong trận đấu ngày hôm nay. Những tình huống ôm bóng đột phá và ghi điểm bằng một tốc độ và sự lắt léo đến khó tin. Còn bây giờ là điểm số dành cho Zubinhan. Chúng ta nói hơi ít về Zubinhan. Trong màu áo của Sài Gòn Heat tại ABL, Phú Vinh rất tự tin step back ra 3 điểm vì anh tin rằng mình có thể dứt điểm thành công như pha bóng vừa rồi. Crossover và đó là đường kiến tạo hay, đường truyền tốt dành cho Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Cá nhân tôi rất muốn thấy úp rổ cho Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Akim Scott kèm Tâm Đinh thì ai kèm Phú Vinh. Cùng xem lại cú úp rổ vô cùng đẹp mắt của Nguyễn Huỳnh Phú Vinh. Đây là Justin Young. Zubinhan đang có field goal rất cao, vì vậy không thể nào để chống Zubinhan như thế được, anh Minh Hiếu ơi. Justin Young ở góc sân thì Phú Vinh đang chờ, nhưng Young truyền hơi chậm. Không sao, có điểm là được. Nguyễn Đình Phú Vinh, họ không cần phải đẩy nhanh nhịp độ trận đấu nữa vì bây giờ đã là hiệp 4. Nguyễn Đình Phú Vinh lại ra tay từ khu vực ngoài vạch 3 điểm và anh có cú ném xa thành công thứ 4. Họ đang giữ nguyên đội hình chính ở trên sân và cố gắng quyết tâm để giành chiến thắng. Đường chuyền rất hay của Justin và 2 điểm nữa dành cho Nguyễn Huỳnh Phú Vinh.